Du khách Tây bật khóc trên đường đèo Hà Giang, lý do đặc biệt khiến ai xem xong cũng vui lây. Câu chuyện về một nữ du khách nước ngoài đã bật khóc ngay khi đang đi trên đường đèo Hà Giang đã nhận về nhiều sự quan tâm của dân mạng. Cung đường đèo Hà Giang là một trong những điểm đi phượt được nhiều bạn trẻ Việt yêu thích mà thu hút nhiều du khách quốc tế. Mới đây, câu chuyện về một nữ du khách nước ngoài đã bật khóc ngay khi đang đi trên đường đèo Hà Giang đã nhận về nhiều sự quan tâm của dân mạng. Đặc biệt, nghe về lý do khiến cô nàng này không kìm được mà bật khóc, ai nấy cảm thấy đồng cảm và tự hào về Hà Giang cũng như về Việt Nam mình. Theo nữ du khách chia sẻ trên kênh TikTok của mình, cô khóc không phải vì gặp vấn đề trong chuyến hành trình mà lý do là bởi cô quá xúc động khi được đến Hà Giang và chinh phục nơi này. Cụ thể, nữ du khách chia sẻ, khóc trên đường đi Hà Giang vì tôi cảm thấy biết ơn và vui mừng không xiết khi được trải nghiệm cuộc sống, vượt qua những thử thách trong danh sách những việc cần làm của mình và gặp được những người tử tế nhất trên thế giới. Đây chắc hẳn là một trải nghiệm chân thực và đặc biệt với nữ du khách nước ngoài. Trong clip, cô gái còn nhấn mạnh rằng bản thân đã gặp những người tử tế nhất thế giới trên hành trình đi Hà Giang của mình. Có thể nhìn ra, cô đã có một chuyến trải nghiệm tuyệt vời thế nào. Bên dưới clip, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận đồng cảm với nữ du khách Tây. Nhiều người tâm sự rằng họ cũng từng bật khóc khi đứng trước địa điểm mình yêu thích. Cảm giác được đặt chân đến vùng đất mà muốn đến quả thực rất tự hào và hạnh phúc. Hà Giang là tỉnh địa đầu của Tổ quốc, phía đông giáp tỉnh Cao Bằng, phía tây giáp tỉnh Yên Bái và Lào Cai, phía nam giáp tỉnh Tuyên Quang, phía bắc giáp Trung Quốc. Các cung đường Hà Giang quanh co, treo leo vốn đầy thách thức cho người lái xe. Thế nhưng những cung đường ấy lại là trải nghiệm tuyệt vời khi phóng tầm mắt xung quanh. Căng thẳng nhường lại chỗ cho cảm giác thư thái khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp cao nguyên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.